Chào các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn một chủ đề. Đấy chính là sự thật về mối quan hệ này. Thú thật với các bạn là dạo gần đây mình rất là ít làm trải bài về dạng, cái kiểu dạng như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì không hiểu sao mình có một cái sự thôi thúc rất là mạnh mẽ để cho các bạn, làm cho các bạn một cái trải bài với cái chủ đề đấy chính là sự thật về mối quan hệ này. Thì các bạn á có thể suy nghĩ trong đầu về một cái nhân vật nào đấy. Đó có thể là nhân vật quá khứ của bạn, có thể nhân vật hiện tại, có thể là nhân vật bạn nghĩ về. Nếu như bạn không có ai để nghĩ về, bạn nghĩ về người tương lai của các bạn cũng được. Hoặc nếu không á thì các bạn không cần phải nghĩ về ai cả. Nếu như, tại vì là cái trải bài này nó sẽ tự cho bạn thấy cái nhân vật đấy là ai. Ok, chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Và hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Tức là thông qua cái trải bài này các bạn sẽ nắm bắt được những cái điểm mà có thể là các bạn chưa rõ về cái mối quan hệ đó. Đấy, đây là một sự thôi thúc rất là mạnh mẽ, nên là mình phải làm ngay và luôn cái trải bài này ngay. Đó, ok. 1, 2, 3. Và ngay bây giờ chúng ta đến với số 1 nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài số 1. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với tụ bài số 1 này á thì mình cũng sẽ không nói về việc là cái mối quan hệ giữa, gọi là cái danh xưng mối quan hệ giữa bạn và cái người này là gì. Bởi vì mình thấy rằng là cái thông tin ở đây nó khá là chung chung. Tức là nó không quy định hẳn đây là mối quan hệ tên là gì, cụ thể ra sao, mà nó có thể sẽ dành cho rất là nhiều đối tượng, dành cho rất là nhiều những cái trường hợp mà nó có thể sẽ xảy ra. Đó, vậy thì cái câu hỏi đấy chính là cái sự thật về mối quan hệ này như thế nào. Hãy đón nhận là thông điệp một cách thật là cởi mở nhá. Rồi, thì về cái sự thật ở đây á, mình thấy rằng là đây làm nhớ thêm một điều nữa này, đây là trải bài hai chiều nên những gì mình nói về bạn có thể là đang nói về đối phương, hoặc có một cái sự đảo chiều gì đó ở đây nhá. Bởi vì mình không biết là đâu là chiều của bạn, nhưng bạn sẽ biết đâu là chiều của bạn. Thì mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ này, hai người có thể là có một cái mối quan hệ rất là thân thiết với nhau. Thậm chí có thể nó là một mối quan hệ gia đình, hoặc là coi nhau như gia đình. Đó, hoặc là lâu năm với nhau, gọi là cái mối quan hệ lâu năm với nhau. Có thể là bạn bè, có thể là người yêu, có thể là một nhân vật nào đấy trong gia đình của các bạn luôn. Đấy, nói chung là có một cái sự gì đấy nó rất là thân thiết, gắn bó, thậm chí là lâu năm với nhau. Đó, biết nhau lâu năm, chơi với nhau lâu năm, hoặc là yêu nhau lâu năm. Đó, thì cái mối quan hệ này mình thấy được rằng là có một người họ cho cái người kia rất là nhiều. Mình lấy ví dụ nhé. Thì có thể là bạn là cái người đi, có thể bạn là cái người cho đối phương của bạn rất là nhiều, hoặc là cho cái nhân vật đối diện với bạn đây này. Mình không biết là người đấy là ai, kiểu như dạng mối quan hệ gì với các bạn. Nhưng mà có thể là mình thấy được rằng là có thể là cái người này họ hoặc là bạn đi, bạn cho cái người này rất là nhiều. Bạn kiểu luôn muốn đem đến một cái sự đầy đủ đối với cái nhân vật này. Bạn không bao giờ mong muốn cái người này bị thiếu thốn một cái gì hết, nên là bạn luôn tìm cách để bù đắp, để yêu thương, hoặc để làm như thế nào đấy. Đó. Và nhìn bề ngoài, nếu như mọi người nhìn bề ngoài vào á thì sẽ thấy rằng là bạn rất là tuyệt vời, vì bạn đã cho cái người này rất là nhiều. Bạn có thể thậm chí là cũng không cần phải hồi đáp lại gì quá nhiều đâu. Các bạn cho đi vì các bạn có nhiều, có dư, hoặc là gì gì đấy thôi. Bạn có thể hỗ trợ người này về mặt tiền bạc tài chính, hoặc là về mặt tinh thần, hoặc là về mặt gì đó. Đấy, thì mình thấy rằng là bạn cũng rất là ủng hộ những cái ước mơ, những cái mong muốn của cái nhân vật này. Tuy nhiên cái nhân vật này á thì họ lại cảm thấy là không đủ, là thứ nhất. Cái thứ hai, họ cảm thấy có thể, thứ nhất là một là không đủ này, tức là họ cảm thấy là cho dù bạn có cho bao nhiêu, bạn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, thì họ luôn tìm được những cái lý do, hoặc luôn tìm được những cái thứ khiến họ cảm thấy là bạn không hoàn hảo, kiểu như thế. Và luôn kiểu có thể là họ, một là họ sẽ từ chối cái sự giúp đỡ của bạn, hoặc là từ chối cái sự cho đi này của bạn. Hai là nếu như họ chấp nhận đi chăng nữa thì, nhưng mà tức là họ vẫn cứ không có thực sự là cảm thấy đầy đủ, thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ này. Đó, mình cũng không loại trừ khả năng ví dụ như đây là mẹ giữa mẹ bạn hay với bạn, kiểu như mẹ bạn thì cũng rất là hay cho bạn này nọ kia, nhưng mà bạn lại cứ cảm thấy là
người mẹ này vẫn chưa hoàn hảo, cứ kiểu dạng như thế. Mình thì có một cái cảm nhận là mình không nói về việc ai đúng ai sai ở đây, mà mình nói về cái vấn đề là có một người cho đi rất nhiều mà không có toan tính gì hết á, không có đòi hoàn lại gì hết á, đôi khi là vô điều kiện luôn. Nhưng mà cái người còn lại á, thì họ lại không biết trân trọng, không biết nhận, không biết nhận đúng cách, không biết trân trọng, luôn cảm thấy thiếu. Đó, thì cái câu chuyện này á, nó có thể là bất kỳ cái mối quan hệ nào, nên thành ra cũng rất là khó cho mình để mình có thể gọi tên, cũng khó để giải bài luôn. Thế nhưng mà mình thấy được cái câu chuyện là cái người mà cho nhiều hơn á, họ cần phải dừng cái việc cho đó lại. Bởi vì là cái người mà được nhận á, họ không cảm thấy đủ, họ đôi khi họ không cần những cái điều đấy, họ không cần, họ không cảm thấy đủ, và thậm chí là họ sẽ tự tay để phá bỏ những cái mà cái người cho nhiều hơn kia cho họ. Đó, giống như bạn càng cho nhiều thì cái người kia càng phá, giống như người mẹ càng nuông chiều cái đứa con đó, hoặc là càng cho nó nhiều tiền ấy, gì đó ấy, thì nó lại càng phá cái số tiền đấy đi. Đấy, kiểu như vậy. Bởi vì là nó, như mình nói là nó không cần, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó đòi hỏi những cái khác, hoặc là nó luôn không cảm thấy đủ. Nó có một cái vấn đề, tức là cái người mà được nhận ở đây này, có một cái vấn đề bên trong sâu thẳm cái người đó, họ không cảm thấy đủ, not enough. Được cái này thì lại đòi thêm cái kia, kiểu dạng như vậy đó. Đấy, hoặc là cái sự cho đi này á, cũng nói chung là mình, như mình nói là không ai đúng ai không, mình không nói ai đúng ai sai, nhưng mà có thể cái sự cho đi này á, đôi lúc nó cũng chưa thực sự được đúng chỗ. Ví dụ như cái người này họ cần cái này thì cái người cho đi này á, họ lại cho cái khác. Hoặc là cái người cho đi này họ nghĩ rằng là cho nhiều tiền hoặc cho cái sự vật chất đầy đủ là đủ, nhưng mà cái người mà được nhận á, thì họ lại nói rằng là họ muốn những thứ về tinh thần cơ, về tình cảm cơ, họ không cần những thứ về vật chất, tiền bạc. Đấy, nên thành ra nó gây ra rất là nhiều những cái vấn đề trong cái câu chuyện này. Kể cả đây là câu chuyện tình yêu cũng thế. Giống như một người được nhận á, thì họ cảm thấy là họ muốn nhận cái khác, họ không muốn nhận cái thứ mà người kia họ cho. Đấy, và cứ loay hoay luẩn quẩn. Thì mình thấy cái câu chuyện này nó cần phải dừng lại để xem xét. Tức là cái người mà cho đi nhiều hơn, họ cần phải ngừng lại cái việc cho này. Đó, bởi vì cho mà không đúng lúc đúng chỗ là cũng mệt lắm. Đấy, là cái nhất. Cái thứ hai là cái người mà họ nhận á, họ luôn cảm thấy không đủ ấy, thì họ cũng cần có một khoảng thời gian để họ nhận ra rằng là cái người cho đi cho mình ấy đã tốt với mình nhiều như thế nào. Đó, người ta hay có kêu là đôi khi là nuông chiều quá đấy. Nuông chiều quá này thành ra là kiểu như là không biết ơn đấy, dạng như vậy đấy. Cho nên câu chuyện này, cho dù nó là ở cái mối quan hệ nào đi chăng nữa, thì mình thấy rằng là cái người mà cho nhiều hơn á, họ cần tập trung nhiều hơn vào cuộc sống của chính họ. Đó, và bớt cái việc cho đi nhiều hay là quan tâm nhiều đến cái nhân vật đối phương của họ. Ví dụ nếu như là bạn, như mình nói là bạn cho đi nhiều hơn á, thì bạn cần phải ngừng cái điều đó lại. Bạn phải xem xét xem là cho nó phải đúng chỗ. Đấy, hoặc nếu như người này họ bắt đầu có những cái hành động không biết biết ơn, hoặc là những cái hành động gì đấy mà quậy phá hay là những cái gì đó, các bạn phải ngừng ngay lại. Đó, cái việc các bạn cần làm ở đây là các bạn cần tập trung vào cái cuộc sống của bạn. Các bạn cần phải giống như là tìm cho mình cái sự tự do, cái sự độc lập ấy. Đó, các bạn phát triển bản thân, các bạn tập trung vào bản thân của mình. Còn cái người này này, có thể khi mà họ không có sự giúp đỡ của bạn nữa, không có sự yêu thương, sự cho đi của bạn nữa ấy, thì có thể lúc đấy họ mới nhận ra rằng là bạn có giá trị như thế nào đối với họ. Đấy, cho nên là mình thấy rằng là bạn cần phải nhận ra được cái vấn đề là các bạn cần tập trung vào bản thân của mình. Và mình cảm nhận được là giữa hai người có một cái duyên nợ gì đấy, cho nên là nói chung là duyên nợ cũng sâu dày gì đấy, cho nên là cứ có một người cho, một người thì nhận, mà đã nhận rồi lại còn dãy dụa, không thích, hoặc là giận dỗi, hoặc là không biết điều đấy, hoặc là vô ơn, dạng như thế. Thì mình thấy là cái người cho đi nhiều hơn, họ cần có một khoảng thời gian để họ làm sạch những cái cảm xúc của chính họ. Bởi vì chính ra là những cái người như thế này, họ khá là yếu đuối về mặt cảm xúc. Họ cho đi đôi khi là bởi vì họ áy náy, hoặc là vì một cái gì đấy, thì họ cần phải làm sạch những cái nguồn cảm xúc đó. Hoặc là họ thương quá, yêu quá, kiểu dạng như thế, nên là họ cho đi quá nhiều. Nhưng mà cái đối phương của họ, hay là cái bên kia, họ đâu có cần đâu. Đấy, giải thì nó lan man lòng vòng vậy đấy.
Nhưng mà mình chỉ muốn nói một điều thôi là trong cái mối quan hệ này, nó cần có một cái sự độc lập ở đây. Bạn độc lập khi là bạn trong cuộc sống của chính bạn, và cái người kia cũng thế, họ cũng cần có một cái sự độc lập riêng ở đây. Đó, và mình cảm thấy được rằng là cái người mà họ cảm thấy không đủ ấy, họ luôn có thể đòi hỏi thêm này, hoặc là họ bực bội, hoặc là họ không có cảm thấy biết ơn với những cái sự cho đi này á, mình thấy rằng là bạn cần phải để cho họ học được một bài học. Đừng đỡ nữa, đừng đỡ họ nữa. Nhưng không có là cứ có chuyện gì bạn cũng đỡ, bạn cũng đứng ra, đứng mũi chịu sào, bạn cũng bảo vệ, bạn cũng thế này thế kia một cách vô điều kiện ấy, thì cái người này sẽ không bao giờ họ học được bài học của họ ha. Và mình thấy rằng là cái cuộc sống của bạn ấy nó có rất là nhiều điều cần phải hướng tới, cần phải theo đuổi, cần phải phát triển hơn nữa. Nhưng mà các bạn dành quá nhiều tâm huyết cho cái người này. Bạn nên cân nhắc lại cái trọng tâm cuộc sống của mình để mình dồn vào đúng lúc, đúng chỗ hơn. Ở đây chúng ta có Rainbow Blessing thì mình thấy rằng là khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của bạn ấy còn rất là nhiều điều khác cần phải tập trung, và bạn sẽ nhận thấy được những cái phước lành mà vũ trụ đang đem đến với cuộc sống của chính bạn. Còn việc cái người kia họ cảm thấy không đủ, hay là những cái vấn đề về mặt tâm lý của họ ấy, bên trong của họ ấy, họ cần phải tự giải quyết và chịu trách nhiệm với nó. Còn các bạn đừng kiểu nghĩ là mình phải là một cái sứ mệnh gì đấy để giúp đỡ họ, phải để cáng đáng họ hay là này kia các thứ. Hãy để cho họ học cái bài học của chính họ nha. Rồi, thì đấy là số 1, ta đến với số Xin chào các 2. bạn. Đến với tụ bài số 2, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là với câu hỏi đó là sự thật về mối quan hệ này là gì? Thì đối với cái tụ bài số 2 này á, với tụ bài số 2 này thì mình thấy được rằng là cái người này là một người mà có thể là bạn vừa mới gặp, hoặc là sắp tới đây bạn sẽ gặp nó. Tức là nhiều bạn là chưa gặp cái người này đâu, nhưng mà một số bạn là sẽ đã gặp rồi, nhưng mà gặp mới thôi, mới đây thôi. In the near future mà, thì mình thấy là trong tương lai gần mà, đó là bạn sẽ gặp cái người này. Thì cái sự thật về cái mối quan hệ này là gì? Thì mình thấy rằng là giữa bạn và họ ấy, tức là ở đây cái người này sẽ là một người soulmate của bạn. Soulmate ở đây là một người tri kỷ về mặt linh hồn. Và cái mối quan hệ này cũng sẽ là một mối quan hệ đặc biệt. Nó không phải là một mối quan hệ kiểu bình thường lướt qua nhau hay là không đọng lại gì với nhau đâu. Đó, mà nó sẽ có một cái sự đặc biệt nào đó ở trong cái mối quan hệ này giữa hai người. Thì mình thấy rằng là khi người này bước đến trong cuộc đời của các bạn ấy, nó báo hiệu rằng cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình mới. Đó có thể là một cái cuộc phiêu lưu mới, đó có thể là những cái sự thú vị mới. Nó sẽ đến với những thú vị, những trải nghiệm mới, nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy được rằng là cái nhân vật này đến rất sớm thôi, đến rất là nhanh nữa thôi, rất là gần nữa thôi. Cùng lắm nếu như mà lâu lắm nữa thì nó phải, thì chắc xong mùa đông ha, cái mùa lạnh á. Hoặc không thì mình thấy là sớm hơn, sớm hơn là như vậy cơ. Khi mà người này tới thì mình thấy rằng là họ sẽ có xu hướng là hơi vội vàng. Và cũng nhớ này, đây là trải bài hai chiều, cho nên là những gì mà mình nói về họ cũng có thể là nói về bạn nhé. Tức là có thể là bạn mới là cái người vội vàng ở đây. Nhưng mình thấy rằng là khi hai người đến với nhau ban thuở ban đầu á, mình thấy có một bên vội vàng. Mình mặc định là họ nha. Họ sẽ là cái người vội vàng và kiểu giống như là sẽ làm khá là nhiều thứ để thể hiện bản thân của họ. Thì mình thấy rằng là trong cái thời điểm mà cái người này tới, bạn cũng đã tương đối sẵn sàng với chuyện tình cảm rồi. Người này là có mùi tình yêu nha. Đó, bạn cũng sẽ tương đối sẵn sàng với cái chuyện tình cảm rồi, và cái người này sẽ đến và mở khóa trái tim của bạn, khiến cho bạn kiểu này rung động này, sẽ yêu này. Đó, rồi mùa đông mà có gấu thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Đó, thì mình thấy là khi mà người này tới, rất nhiều những trải nghiệm vui vẻ, rất là nhiều những cái thứ thú vị nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn, và kiểu cũng như là bạn sẽ vui đấy. Đây sẽ là một cái khoảng thời gian rất là vui đối với các bạn. Tuy nhiên thì lời khuyên cũng như là việc có thể là về phía bạn ấy, mình thấy rằng là bạn không muốn thúc đẩy cái mối quan hệ này quá nhanh. Có thể là bạn sẽ cố gắng để ghìm cho cái mối quan hệ này không phát triển quá nhanh. Bạn sẽ kiểu giống như dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, hoặc là bạn sẽ không cho cái người, có thể cái người này sẽ có những cái biểu hiện là hơi vội một chút, nhưng mà các bạn cũng sẽ nói với họ rằng là bạn không muốn vội, hoặc là bạn muốn từ từ thôi, hoặc là như thế nào đó.
Đại loại là bạn sẽ ghìm lại mối quan hệ này để cho nó không có tiến triển một cách quá là nhanh chóng. Thì cái người này á, cho dù ban đầu á, bạn có thể là khi mà ban đầu bạn gặp họ ấy, bạn sẽ cảm nhận được ở họ có một cái gì đó rất là thu hút bạn. Và cái cuộc gặp gỡ của hai người ấy, nó cũng mang cái tính định mệnh khá là cao. Tức là kiểu có một cái sự sắp xếp nào đó từ phía bên trên ấy, dành cho cái mối quan hệ này. Những biến chuyển lớn trong cuộc đời của các bạn ấy, những biến chuyển lớn trong giai đoạn sắp tới ấy, cũng là một trong những cái biến chuyển lớn trong cuộc đời đấy của chính bạn ấy. Ví dụ như là những cái sự kiện này, sự kiện kia nó sẽ đến liên tục ấy, nó đều có sự góp mặt của cái người này ha. Và mình thấy được á là hai người nghĩ về nhau rất là nhiều, suy nghĩ về nhau rất là nhiều, nhớ nhung nhau rất là nhiều, nói chung là có tình cảm với nhau, có một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ với nhau. Hai người cũng sẽ nói với nhau rất là nhiều những cái lời ngọt ngào, tình yêu ngọt ngào. Nói chung là nó là một cái gì đấy mà kiểu như một bông hoa nó được nở bung ra ấy, đó, nó được nở bung ra, nó là một cái sự tràn đầy, nó là một cái sự vui vẻ, nó là một cái nhiều trải nghiệm ở đây. Đó. Rồi, đợi mình xíu. Và mình cảm nhận được ấy, là trong cái khoảng thời gian mà bạn ở bên cạnh họ ấy, bạn cũng khiến cho cái người này trưởng thành rất là nhiều. Đây có các live shot này, sau đấy là mình có rút ra được iKing ở đây nữa. Thì mình thấy là cái người này sẽ trưởng thành lên rất là nhiều nhờ vào cái cuộc gặp gỡ đối với các bạn, nhờ vào cái tương tác của cái mối quan hệ này. Có thể là bạn giúp họ nhận ra được rất là nhiều điều, thay vì là một cái người vội vàng, có thể là họ sẽ trở nên suy nghĩ chín chắn hơn, kỹ càng hơn, bớt cái sự vội vàng lại. Đó, và cái người này có cái sự phát triển rất là vượt bậc khi mà họ ở bên cạnh bạn ở đây. Đấy cũng là một cái tính chất của cái mối quan hệ soulmate đấy, tức là hai người sẽ cùng nhau học bài học, cùng nhau phát triển ở đây. Mình thấy được rằng hai người sẽ trò chuyện với nhau rất là nhiều, thông qua tin nhắn điện thoại, thông qua những cái trang mạng xã hội, trao đổi với nhau nhiều lắm, nói chuyện với nhau nhiều lắm để tìm hiểu nhau mà. Thì cái mối quan hệ này có thể là nó sẽ là một mối quan hệ giúp cho các bạn đi đến được một cái kết gì gì đó ha, đi đến được một cái kết như kiểu như đây sẽ là đầu ăn của bạn, đây là chu lớp của bạn, đây sẽ là cái người mà khiến bạn cảm thấy là muốn dừng chân ha. Nói chung là về cơ bản thì mình không được nhìn thấy quá nhiều về những thứ sẽ diễn ra trong cái mối quan hệ này, union. Về mặt kiểu dạng như là tương tác giữa hai người nó kỹ càng ra sao, rồi mâu thuẫn nó như thế nào, hay là có drama gì hay không, thì mình nghĩ là có drama đấy chứ không phải là không. Nhưng mà đến cuối cùng có thể giữa cái kết giữa hai người sẽ là cái sự cam kết với nhau. Nhưng mà lúc đó là lúc mà cái người này họ đã rất là họ đã có cái sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tiến hóa phát triển hơn rồi. Đó. Chứ mà nó cho mình một cái cảm nhận gì đấy là cái mối quan hệ này nó diễn ra một cách lặng lẽ âm thầm. Cái sự nhộn nhịp, cái sự vui vẻ, cái sự thú vị trong trong cái mối quan hệ này á, nó chỉ có một vài người biết thôi, giữa bạn và họ biết với nhau, hoặc là kiểu giống như là một vài người biết thôi, chứ mình thấy là bạn sẽ không có ồn ào với câu chuyện này lên đâu. Ok, đấy là số 1, à đấy là số 2, ta đến số Đến với 3. tụ bài số số 3, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Sự thật về mối quan hệ này, bài này tụ bài này tôi thấy có một cái màu riêng khác so với hai tụ bài kia. Ok, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Cái màu của cái tụ bài này là cái màu của việc các bạn có thể là các bạn chưa buông được một điều gì đó. Đây có thể là cái mối quan hệ này, đây là mối quan hệ, một mối quan hệ mà các bạn chưa buông được. Mặc dù nó đã kết thúc rồi, mặc dù là các bạn đã nhìn thấy nó đóng đóng nắp lại rồi, nó xong rồi, nó được chôn đi rồi, kiểu như thế, nhưng mà các bạn cũng vẫn hiện tại á, các bạn vẫn còn đang bị bủa vây bởi rất nhiều những cái suy nghĩ bên trong chính bản thân của mình. Có thể đây là một cái mối quan hệ mà các bạn chưa chấp nhận được việc là các bạn đã chia tay nhau, các bạn đã kết thúc mối quan hệ này. Các bạn rất là tiếc nuối với nó và có rất là nhiều những cái suy nghĩ đang bủa vây các bạn hàng ngày.
các bạn không biết là đâu đúng đâu sai, các bạn vẫn đang đi tìm hiểu, vẫn đang hỏi chính bản thân của mình là mình đúng ở đâu, mình sai ở đâu, tại sao mối quan hệ này diễn ra như vậy. Đó, mình có cách nào không để mình có thể cứu vãn cái mối quan hệ này. Thì ở đây chúng ta có mặt lá bài A Hidden Gift. Lá bài nói về việc là có một cái món quà được ẩn giấu ở đây. Tức là cái món quà này là một món quà vũ trụ đem đến cho bạn. Món quà này ẩn giấu đằng sau một lớp vỏ xù xì, nhưng nó lại là một cái đằng sau cái lớp vỏ xù xì đấy, nó lại là một cái món quà rất là có ý nghĩa đối với bạn và đối với cái cuộc đời của chính bạn. Bạn sẽ buồn, bạn sẽ kết thúc mọi thứ, thế nhưng mà rồi bạn cũng lại sẽ có một cái khởi đầu mới ở đây. Điều này cho thấy rằng cái sự kết thúc của cái mối quan hệ này, nó là một món quà đối với các bạn. Ban đầu chúng ta đâu biết nó là một món quà đâu, chúng ta chỉ thấy nó là cái điều không tốt thôi, nó là cái điều bất hạnh đối với chúng ta thôi, nó là cái điều mà đau đớn khiến cho chúng ta vật vã thôi. Đó, chúng ta đâu biết được là nó tốt ở cái mức độ như nào đâu. Để có thể biết được nó tốt ở cái mức độ như thế nào ấy, chúng ta sẽ cần có thời gian để chiêm nghiệm nó cơ. Đó, chứ nó không thể nào mà nó thấy ngay được cái điều tốt đâu. Nên mình thấy được rằng là bạn vẫn đang vướng vào một cái gì đó chưa có tháo gỡ ra được, giống như cô gái này bị buộc rất là nhiều những cái sợi dây, những cái con quạ tượng trưng cho những suy nghĩ của cô ấy. Đó, bị buộc ra, trong khi các bạn nhìn này, cái cô gái này đâu có bị ai buộc gì đâu, đúng không? Nhưng mà nhìn ở trong gương, cái trong gương này biểu hiện cho cái tâm trí của cô ấy, thì cô ấy đang bị buộc. Thì ở đây á, nó gọi là justice. Thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó là một mối quan hệ có nợ nần gì đấy với nhau, nợ nần karma gì đấy với nhau, nghiệp quả gì đấy với nhau. Thì đến cái thời khắc mà cái karma này nó đã được cân bằng, các bạn đã trả hết nợ cho nhau rồi, cho nên là cái câu chuyện này nó sẽ dẫn đến cái việc là đường ai nấy đi, mỗi người một nơi. Đó, thì thế cho nên là cho dù các bạn có cố làm gì đi chăng nữa, khi mà mọi thứ nó đã hết rồi, nó cũng không thay đổi được cái tình hình này. Ở đây chúng ta có begin now, nó nói về việc là hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Take your first step, có nghĩa là bước đi, những cái bước đi đầu tiên. Các bạn biết không, mình biết là các bạn mệt mỏi, đau đớn và rất là nhiều những cái suy nghĩ hỗn độn bên trong chính bản thân của bạn. Nhưng mà bạn cần có thời gian, mọi thứ nó cần có thời gian, các bạn cũng như thế. Các bạn cần có thời gian cho bản thân của mình, thời gian để các bạn chiêm nghiệm, thời gian để các bạn nghỉ ngơi, thời gian để các bạn chữa lành, thời gian để từ từ các bạn chấp nhận cái sự thật này, thời gian để từ từ bạn nhận ra được nhiều thứ hơn trong cái câu chuyện này. Đó, thì mình cũng nói rồi, đây là một món nợ thôi, trả nợ xong đường ai nấy đi, mỗi người một nơi. Và ở đây những thiên thần của bạn á, họ cũng kêu gọi bạn hãy nói chuyện với họ. Có thể là họ sẽ giao tiếp với bạn thông qua rất là nhiều những cái số lặp, hoặc là những cái hình ảnh, hoặc những cái thông điệp nào đó, dưới dạng thông điệp nào đó, để giống như là như một cái lời hướng dẫn, một lời nhắc nhở, một lời chỉ dẫn cho các bạn về những cái con đường, về những cái thứ và bạn nên làm tiếp theo. Đó, thì ở đây nó cũng đã nói với bạn rồi là bạn cần phải bước đi trên một hành trình mới thôi, trên một con đường mới thôi. Nếu như bạn vẫn còn đang bối rối, cứ cho mình thêm thời gian để bối rối đi. Nó sẽ qua cái giai đoạn này, từ từ khi bạn chấp nhận được. Cái lý do khiến cho mối quan hệ này nó kết thúc thì rất là nhiều. Nhưng mà bạn biết không, bạn là một viên ngọc quý, bạn là một người hay là một cái điều rất là tuyệt vời trên cái thế giới này. Bạn xứng đáng để nhận được những niềm vui, những thứ phù hợp hơn, tốt đẹp hơn với các bạn. Đó, chúng ta cũng không bàn đến việc ai đúng ai sai. Mình dạo nên mình hay nói về việc là không bàn ai đúng ai sai, vì để cái phân định đúng sai nó nhiều yếu tố lắm, nhiều thứ lắm. Nên là rất là khó để nói là ai đúng ai sai. Hãy hiểu là thôi hết duyên rồi thì thôi, đường ai nấy đi thôi. Chúng ta hướng đến một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ vào cái chuyện này các bạn sẽ có động lực để các bạn phấn đấu để trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Các bạn cần phải học cách để yêu thương, trân trọng bản thân của mình hơn, tự xây dựng cho chính cái khu vườn của mình, cho những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình nó màu sắc hơn, nó tuyệt vời hơn, nó tốt đẹp hơn. Chính bạn phải nhận ra được cái giá trị bản thân của bạn, bạn phải yêu thương chính bản thân của bạn. Đó, nên là đừng dày vò bản thân mình trong những ký ức, trong những đau khổ, trong những suy nghĩ như này nữa. Have fun, tức là gì? Cuộc sống này có rất là nhiều niềm vui, cũng ngắn nữa, nó cũng chẳng dài đâu. Nên là chúng ta hãy tận hưởng nó, hãy tận dụng nó vào những cái lúc chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất. Đó, tập trung vào những thứ vui vẻ nhất, những thứ đem đến cho chúng ta niềm vui. Đó, xứng đáng với chúng ta. Rồi bạn cũng sẽ lại gặp được những người mà họ trân trọng bạn hơn, như cái cách bạn trân trọng chính bản thân của mình.
Đó, họ sẽ coi trọng bạn giống như một viên ngọc quý, sẽ yêu thương bạn, sẽ như cái cách bạn yêu thương chính mình. Cho nên là bây giờ ấy, cái việc quan trọng ấy, đấy chính là quay về với bản thân để ôm lấy những cái nỗi đau, ôm lấy những cái tổn thương của mình chữa lành nó, mình nhận ra vấn đề, mình học bài học, rồi mình bước tiếp trên hành trình của chính mình. Đó, thì đấy là cái thứ tiếp theo mà bạn cần phải làm ở đây. Còn lâu về, nếu như mà các bạn còn hy vọng rằng mình đem đến cho bạn một cái sự thật về việc là liệu còn cơ hội gì đấy cho mối quan hệ này hay không, thì mình cũng nói luôn là không, nó đã kết thúc rồi. Mình biết điều này sẽ hơi đau đớn, không phải hơi đâu mà cũng khá đau đớn đấy, bởi vì chính mình cũng đã từng trải qua những cảm xúc giống như bạn đó. Cũng rất là khó để chấp nhận được những cái sự thật, không dễ dàng gì đâu, cũng có phải có một khoảng thời gian để quằn quại đấy. Cho nên là cứ quằn quại đi, không sao đâu, quằn xong rồi chúng ta cũng sẽ lại chấp nhận được, và mọi thứ nó sẽ tiến triển theo một cái chiều hướng tốt hơn ha. Hãy nhớ những lời mà mình đã dặn nhé. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Bye.